Giữa bão thiếu điện, một nhà máy thủy điện bị mang ra đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, BIDV mới đây đã thông báo bán đấu giá khoản nợ của hai khách hàng doanh nghiệp là công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đắc Pơ-si và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nhi. Giá khởi điểm đưa ra là hơn 914 tỷ đồng, giảm 102 tỷ so với lần trước. Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm nhiều bất động sản gồm nhà máy thủy điện Đắc Pơ-si công suất 18 MW, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cùng với nhiều bất động sản là nhà và đất tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum thuộc sở hữu của ông Hồ Sĩ Thái, ông Hồ Sĩ Đức, ông Đỗ An Tân, bà Huỳnh Thị Kim Yến, bà Nguyễn Mai Sương, bà Hồ Thị Yến. Ngoài ra, khoản nợ này còn được đảm bảo bởi nhiều máy móc thiết bị, xe chuyên dùng ô tô các loại như Toyota Camry, Toyota Fortuner, máy đào, máy lu, máy san, xe tải ben. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn là quyền đòi nợ công ty cổ phần thủy điện Đức Chè số tiền hơn 250 triệu đồng và 17,86 triệu cổ phiếu, công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đắc Pơ-si chưa niêm yết và 24.541 triệu cổ phiếu công ty cổ phần thủy điện Đức Chè chưa niêm yết. Số cổ phiếu này do ông Hồ Sĩ Thái sở hữu. Theo đó, BIDV công bố giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ trong lần giao bán thứ hai là 914,6 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với mức giá lần giao bán đầu tiên 1.016 tỷ đồng. Ông Hồ Sĩ Thái, sinh năm 1973, từng là người đại diện pháp luật cho công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đắc Pơ-si và cũng từng giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cho công ty cổ phần thủy điện Đức Chè. Ngoài hai công ty Đức Nhân Đắc Pơ-si và Hoàng Nhi nói trên, ông Hồ Sĩ Thái cũng từng là đại diện pháp luật cho một số công ty trong lĩnh vực xây dựng thủy điện ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam như Vật liệu xây lắp Gia Lai, Vật liệu xây lắp Thái Duy đã tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, hồi tháng 9 năm 2020, ông Thái bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ không có nguồn gốc để phục vụ quá trình thi công công trường tại khu vực thủy điện Đức Chè. Đây không phải là dự án thủy điện duy nhất dính nợ xấu trong thời gian qua. Trước đó, hồi tháng 5, BIDV chi nhánh Gia Lai cũng đấu giá lần thứ 11 dự án nhà máy thủy điện Tân Thượng thuộc địa phận xã Tân Lâm, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng do công ty cổ phần năng lượng Tân Thượng làm chủ đầu tư. Dự án này có giá khởi điểm hơn 325 tỷ đồng, giảm 133 tỷ đồng so với lần đấu giá thứ nhất hồi tháng 11 năm 2021. Dự án thủy điện Tân Thượng có công suất thiết kế 22 MW, sản lượng điện 108 triệu kWh một năm với tổng số vốn đầu tư 918 tỷ đồng. Với nhà thầu chính là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Đà 9. Lập công ty ma để buôn lậu hàng trăm tấn thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Công Phú, 36 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về tội buôn lậu. Theo cơ quan điều tra, Đào Công Phú đã thành lập công ty ma lấy tên là công ty Ngọc Sơn, thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam. Công ty Ngọc Sơn đã mở 6 tờ khai hải quan và nhập khẩu tổng cộng 21 container hàng hóa về Việt Nam qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trong đó 16 container đã được thông quan và chở đi tiêu thụ. Đối với lô hàng 5 container đang thực hiện các thủ tục để thông quan lô hàng thì bị Chi cục Hải quan phát hiện hàng hóa bên trong là mặt hàng dược liệu, thuốc bắc, không phải là các mặt hàng nông sản như khai báo, với tổng trọng lượng hơn 100 tấn, trị giá lô hàng gần 13 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Phát biểu trên nghị trường và tín nhiệm của cử tri. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung các phiên làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đang thu hút sự quan tâm của cử tri và đông đảo độc giả, khán thính giả của các cơ quan truyền thông. Bên cạnh những phiên họp được truyền hình phát thanh trực tiếp, các cuộc thảo luận tại tổ hay tại hội trường đều được báo chí cập nhật đầy đủ. Nhiều vấn đề từ diễn đàn Quốc hội là xuất phát điểm cho các cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dĩ nhiên, ở góc độ người dân, các cử tri đưa ra những nhận xét đa chiều về ý kiến và quan điểm mà các đại biểu nêu lên. Đó có thể là lời khen cho các phát biểu truyền tải được tâm nguyện của cử tri, đi thẳng vào vấn đề nóng và đưa ra kiến nghị xác đáng. Đó có thể là những góp ý, hiến kế đầy tâm huyết của chuyên gia với đại biểu Quốc hội. Đó cũng có thể là ý kiến trái chiều từ người dùng mạng xã hội vì cho rằng một phát biểu cụ thể nào đó trên nghị trường còn chung chung, chưa sâu sắc, chưa chạm đến vấn đề cử tri bức xúc. Những vấn đề nhiều đại biểu quan tâm thảo luận cụ thể như tình trạng một bộ phận cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, hiện tượng cắt điện và vấn đề nhập khẩu điện, sử dụng năng lượng tái tạo, các giải pháp phục hồi tăng trưởng, cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của đất nước v.v. cũng là các chủ đề nổi bật trên báo chí và mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã bàn luận về việc một đại biểu dành nửa thời gian trong bài phát biểu của mình để nói về vấn đề trang phục truyền thống, áo dài ngũ thần, cho rằng bàn về trang phục truyền thống là cần thiết.
có những ý kiến ủng hộ đại biểu này, tuy nhiên nhiều ý kiến khác đề nghị trong khuôn khổ diễn đàn Quốc hội nên ưu tiên thời lượng thảo luận về quốc kế dân sinh, tránh đưa lên chủ đề nào đó chưa thật sự cấp bách, làm loãng chương trình nghị sự. Sự quan tâm cũng như bàn luận của cử tri của người dân về nội dung chất lượng thảo luận trên diễn đàn Quốc hội là hoàn toàn chính đáng. Thiết nghĩ những quan tâm đó cũng chính là sự giám sát của cử tri đối với hoạt động của đại biểu. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, việc Quốc hội các nước, trong đó có nước ta họp toàn thể để thảo luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, về các vấn đề của đất nước, gắn liền với những triết lý sâu xa của hoạt động nghị viện, trong đó mỗi vị đại biểu đều có nghĩa vụ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Dĩ nhiên tâm tư nguyện vọng của cử tri thì rất nhiều, đa dạng, nên người đại biểu với tầm và tâm của mình, với kỹ năng phát biểu của mình sẽ lựa chọn những vấn đề quan trọng nhất, đáng nói nhất để nêu lên trên diễn đàn Quốc hội. Ở đây, chế độ trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri là chế độ trách nhiệm chính trị. Cử tri có thể áp đặt chế độ trách nhiệm thông qua các nhận xét, hài lòng, khen ngợi hoặc phê phán. Ngoài ra, cử tri có thể áp đặt chế độ trách nhiệm bằng sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm. Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành quy định rõ trách nhiệm của đại biểu với cử tri, trong đó có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trường hợp đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình thì phát biểu là quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của đại biểu. Ở đây, sự quan tâm, giám sát của cử tri là động lực để đại biểu hoạt động tích cực hơn, có trách nhiệm hơn, vận dụng tốt hơn quyền của mình để truyền tải được ý nguyện của cử tri gửi gắm đến các cấp chính quyền, tạo ra sự thay đổi về mặt chính sách luật pháp, từ đó tạo sự chuyển biến cụ thể, thúc đẩy phát triển. Trong các phiên thảo luận toàn thể trên hội trường, với quy định mỗi đại biểu nêu ý kiến lần thứ nhất không quá 7 phút, lần thứ hai không quá 3 phút, tranh luận mỗi lần không quá 3 phút, thì việc các vị đại biểu lựa chọn nội dung phát biểu ra sao, tranh luận như thế nào càng cần phải cân nhắc chọn lọc. Về phía cử tri, có nhiều phương thức để đánh giá hoạt động của một đại biểu Quốc hội, trong đó phổ biến nhất là thông qua việc xem, nghe, đọc các ý kiến của đại biểu trên nghị trường. Cùng với sự quan tâm sâu sắc của cử tri với hoạt động của các đại biểu, chúng ta có cơ sở kỳ vọng rằng chất lượng của những cuộc thảo luận tại Quốc hội sẽ ngày càng được nâng cao hơn. Theo thông tin ban đầu, ngày 17 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuần Giáo tiếp nhận tin báo từ người dân về việc cán bộ xã Pú Si đã lấy tiền hỗ trợ tiền điện quý 4 năm 2022 của hộ nghèo, hộ chưa có điện của các bản trên địa bàn nhằm chiếm đoạt làm tài sản cá nhân. Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Công an xã Pú Si điều tra xác minh, khám xét nơi làm việc của Lò Văn Dũng và Lò Văn Phường. Qua quá trình đấu tranh khai thác, Công an xác định hai công chức xã nêu trên đã lợi dụng chức vụ của mình, tự ý chiếm đoạt số tiền 88.358.000 đồng là tiền hỗ trợ tiền điện quý 4 năm 2022 của hộ nghèo, hộ chưa có điện của các bản trên địa bàn xã Pú Si để sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.